Clean Wonder là sản phẩm giảm cân có tác dụng giảm cân nhanh chóng mà không cần tập luyện quá nhiều. Clean Wonder có rất nhiều công dụng, sau đây là công dụng được mọi người công nhận khi sử dụng sản phẩm này. Sử dụng Clean Wonder và uống nước lọc, mỡ thừa trong cơ thể được đốt cháy để tạo ra năng lượng hoạt động, giúp bạn có vòng eo thon gọn. Ngoài ra, Clean Wonder còn có tác dụng làm đẹp da, hàm lượng rất lớn vitamin A, C, D. E và các vitamin nhóm B có trong Clean Wonder giúp làn da tươi sáng, mịn màng, giàu sức sống, thanh lọc cơ thể. Với các khoáng chất thiết yếu và chất sơ hòa tan, Clean Wonder có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp nhuận tràng và làm sạch đường ruột. Và sau đâu là hướng dẫn sử dụng Clean Wonder đúng cách. Một chai Clean Wonder 326ml chia làm 2 phần sử dụng trong 2 ngày. Bạn nên uống 4 lần vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối ngày thứ hai lặp lại quy trình như ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất với 1 phần 2 chai Clean Wonder với 800ml nước tinh khiết. Clean Wonder có chiết xuất từ các thành phần tự nhiên bao gồm nước nho cô đặc, nước táo cô đặc, nước dâu tây cô đặc, lô hội, việt quất, và còn bao gồm cả vitamin A, B, C, D, E, đặc biệt, còn có lý chu đen. Với Clean Wonder sẽ không gây hại cho sức khỏe, không gây cảm giác thèm ăn và loại bỏ toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể. Nhận xét của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm Clean Wonder, Á hiệu Phương Nga cho biết, từ ngày sử dụng Clean Wonder, Phương Nga đã không còn quá nhiều lo lắng về cân nặng của mình. Sử dụng Clean Wonder cùng chế độ ăn uống hợp lý đã giúp mình có được vóc dáng thon gọn và làn da tươi sáng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Và dáng mi, hoa hậu Đền Hùng cũng có chia sẻ, dáng mi hiểu rõ sự quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Vì vậy dáng Mi luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, Clean Wonder vừa giúp cơ thể được thanh lọc, thư giãn, vừa đem lại làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn. Một số báo lớn cũng có thông tin cho biết về sản phẩm Clean Wonder, báo dân trí cho biết, làm đẹp luôn là chủ đề được nhiều chị em quan tâm, thay vì chạy theo các phương pháp tốn kém, sử dụng Clean Wonder chính là một bí quyết giúp duy trì tuổi xuân vừa hiệu quả, vừa đảm bảo sức khỏe. Và bên cạnh đó, Báo VN Express cũng có bình luận, ngoài tác dụng hỗ trợ giảm tới 2kg trong vòng 48 giờ, Clean Wonder còn giúp chị em sở hữu làn da mịn màng và tươi trẻ. Hiện nay sản phẩm tại website chính hãng của nhà cung cấp. Bạn có thể xem chi tiết và đặt hàng sản phẩm Clean Wonder theo địa chỉ website bên dưới video này. Hiện tại giá bán sản phẩm là 270.000 và một số lưu ý khi trước khi sử dụng sản phẩm Clean Wonder đầu tiên đó là bạn nên kiên ăn tuyệt đối trong vòng 2 ngày. Và thứ hai là bạn nên thường xuyên bổ sung nước từ 2, 5 lít nước đến 3 lít nước mỗi ngày để cơ thể giải độc tố tốt hơn. Và đặc biệt, đối với người bị tiểu đường nên xin ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm Clean Wonder. Bạn chỉ cần để lại thông tin cá nhân bao gồm tên và số điện thoại. Chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn về sản phẩm Clean Wonder. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau